Hello, em cười xin chào các bác nhá. Các bác nhìn đây. Đây là cái con xe tàu của em. Đấy. Hôm nay thì em đi bằng cái con xe tàu này. Em review theo một cách rất là mới. Đấy. Tức là hiện tại thì ở showroom em thì đang hết xe rồi. Và bây giờ em vào thẳng xưởng ô tô, xưởng dọn, để em review cho các bác là hai con. Hai con đấy thì em chưa lên hình, đấy, chưa lên video các bác ạ. Đấy, thì có lẽ rằng là các bác chưa thấy ở đâu review bán ô tô cũ tại xưởng tại xưởng đang dọn đâu. Và hôm đấy thì các bác biết được, sẽ thấy được rằng là nó dọn thì nó bẩn như thế nào, trông nó xấu như thế nào, thì các bác nhìn thấy thực chất nhất của cái xe. Đấy. Hôm nay thì em sẽ vào đấy quay cho bác một con i10 đời 2017 số tự động, máy 1.2. Và con đấy chính chủ từ mới. Và một con nữa là một con Kia Carens thuộc đời 2010 số tự động, máy 2.0. Đấy, vào đấy em sẽ quay chi tiết hai con đấy không. Lại nói về cái con xe tàu này. Nói thật với các bác luôn là mỗi một lần em quay về nói về con xe tàu thì các bác lại có rất nhiều bác comment lại bảo rằng là thằng này mãi không bán được cái xe này, hay là ông này chuẩn bị bán xe đây mà. Đấy. Nhưng mà ở clip này em xin phép chia sẻ và nói lại cho các bác một lần nữa là con này trước mắt là trước ít nhất là thời gian tới là em chưa bán. Có thể là 1-2 năm tới, nhưng cũng có thể là 1 năm tới là em chưa có ý định bán. Bởi vì là để vào bán bây giờ thì sẽ được khoảng tầm 560-570 triệu, con này 580 triệu. Em lắp nhiều đồ này chắc là tầm 580 là em bán được. Thế nhưng mà em không bán các bác nhá, bởi vì ở cửa tiền 580-600 không mua con nào đi sướng như con này được. Công nghệ cao như con này, an toàn như con này được. Thế cho nên là em trước mắt là em chưa bán, chứ không phải em không khẳng định là em không bán, bởi vì em buôn xe mà. Và em đã nói chia sẻ với các bác luôn ngay từ thời gian đầu là em dùng xe và trải nghiệm xe trong vòng khoảng 3 đến 5 năm gì đấy, 4 năm gì đấy là em sẽ đổi. Đấy. Cuộc đời mình mà đấy, làm gì có phải ôm mãi con xe làm cái gì, chạy hàng chục năm hay là 20 năm làm cái gì phải không các bác? Và phải đổi chứ, đổi đi xe đời cao hơn, ngon hơn cho nó sướng chứ tội gì, đúng không? Đấy. Thì là trước mắt em chưa bán cái con xe này đâu. Thế là các bác đừng có hỏi mua và cũng đừng ai có bảo em là em chuẩn bị bán hay là thế nọ thế kia cả. Đấy, bởi vì trước mắt là em chưa bán. Rồi. Bây giờ là vào thẳng cái xưởng dọn, và cái xưởng đấy thì em cũng đã gọi là quay khá là nhiều video ở trong cái xưởng đấy rồi. Và đến ngay cả đang trên đường đi như này là em cũng không biết là hai cái xe đấy nó đang làm gì ở trong đấy nữa luôn ấy. Bởi vì là cái việc dọn và cái việc mà đẹp là cái việc của em Hùng và em Mậu, thế là em không quan tâm được. Thì bây giờ thì em chỉ biết là trong đấy còn mấy con thì em cứ vào cái đã, rồi em tính sau, rồi em quay cho các bác. Bởi vì em biết là con i10 mới mang vào lúc sáng, và một con Carens này mang vào được 2-3 hôm rồi. Rồi ok, mời các bác vào trong xưởng dọn với em nhé. Từ chỗ em đi vào chỗ dọn ấy, nó sẽ dao động vào khoảng tầm khoảng bao nhiêu nhỉ, khoảng tầm 3,5 cây, khoảng 3,5 cây, và phải đi qua cái gầm cầu vượt đán này. Gầm cầu vượt đán này thì bên trên chính là đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đấy. Thì các bác sẽ thấy là chỉ có Thái Nguyên với có đường cao tốc đi xuyên thẳng vào trong thành phố như thế này. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, đây là cao tốc nhé. Đấy, và đây cũng là hiện tại đang ở đất thành phố, và phía bên kia chính là tòa nhà chung cư Techco. Đấy, chung cư ở Thái Nguyên này thì không hot như ở Hà Nội các bác ạ. Đấy, các bác nhìn xem, còn rất nhiều phòng chưa sử dụng đến, mặc dù là cái tòa nhà chung cư này cũng đã hoàn thiện khá lâu rồi. Bởi vì người dân ở Thái Nguyên này thì với cái tầm tiền ví dụ 1 tỷ mấy chẳng hạn ấy, người ta vẫn có thể lựa chọn được một cái nhà dưới mặt đất. Đấy. Ở Hà Nội thì nhà dưới mặt đất nó là một cái điều gì đấy xa xỉ, hoặc là trong cái ngõ rất là sâu. Đấy, thế nhưng ở Thái Nguyên thì cái nhà mặt đất với cái tầm tiền trên dưới 1 tỷ rưỡi ở phía bên ven ven thành phố là vẫn mua được nhà đất, thậm chí là nếu trung tâm thành phố thì vẫn có những cái mảnh đất nó đâu đó khoảng 100m² gì đấy. Đấy, là trong khu định cư, tái định cư cái thứ là các bác vẫn có thể mua được nhé. Thế cho nên là ít người lựa chọn cái chung cư. Đây là cái vị trí mà bọn em hay chăm sóc xe các bác. Wow, đây vẫn còn nhiều xe lắm, thì không biết là xe của em nó đang để ở đâu rồi. Phải tìm cái con i10 đã. Không biết để chỗ nào. Không hay là cho sang bên dọn rồi không biết. Em ơi, cái con i10 đỏ để của anh để đâu nhỉ? À bên kia. Ờ anh sang đấy. Có anh quay cho khách cái. Để vào trong này quay. Con này đẹp nhỉ? Xe tàu nó này đẹp. Có cho tôi không? Có. Nào lấy vợ mà cho em thuê con này nhá. Thôi ai lấy xe tàu đi chở vợ bao giờ? Được. Lấy mẹ nhá. Ờ.
Đây, con xe tàu mấy con à đây. Chị ơi, con Y10 của em đâu nhỉ? À đây, để em quay con đấy cái. Con Karen. À đây à? Nó tháo hết ra nó trần chuồng này à? À tháo ra vừa mang vào đã tháo ra để đấy à? Đâu đâu đây nào? Chỗ nào? Đây nó đây đây nó bị chạm, nó bị chạm một tí đây đúng không? Nó chạm đây nó thay lên trên này này. Đây này, đây là cái chỉ chạy lại này. Vỡ kính này nhưng mà cốp này thì thay rồi. Cốp này là một chủ từ mới mà người ta mua về nó bị cái xong giờ là cái gì nhỉ? Bà vợ yêu cầu thay luôn. Có nghĩa là không không sửa mà thay. Đấy. Thay luôn cốp. À cái đây đây là chưa ăn vào đến đây đâu. Nó dập vào nó chỉ móp một chút ở đây thôi. Ở đây, chỗ này là chưa vào nơi này. Đấy, nó dập vào đến đến cốp của cái móp thêm một tí đây nữa thôi. Đấy, như cái rìa cốp này là chưa vào đúng không? Đây, xem lại này. Đây trong cái khung này là của nó vẫn còn ok này, trong cái khoang này này. Con này là nó bị va ở tầm trên. Này là bà vợ của ông chủ lùi lùi vào cái tầm 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 bên trên. Tầm bên trên này nó không không vào cái phần bên dưới thì cái này là cần phải làm lại nhé. Trước thợ trước nó làm ấy thì nó không kỹ cho lắm thì bây giờ là cần phải làm lại hết những chỗ này. Đó, nó không ảnh hưởng gì đến khung gì hết nhé các anh em nhé. Đấy, khi mua là em đã biết cái việc này rồi. Đấy, nó không vào đến khung này. Đấy, cái này thì là cái cốp này là cốp thay này. Đấy, cốp này cốp thay này. Đấy, kính này kính thay này. Đấy, nó không vào đến đây đâu này. Đây anh em nhìn cái rìa này. Đấy, không vào đến đây. Thế tuy nhiên là lúc người ta lắp ấy, cái chỗ này này, lắp mấy cái thứ nó vào chỗ này này là người ta cân chỉnh cái cốp thì nó sẽ vẫn bị móp như này. Nhưng cái này em sẽ phải cho làm lại và sơn lại hết cái chỗ như thế này nhá. Đấy anh em nhá. Đó, nói luôn là con này nó chỉ bị một cái như thế này thôi. Và đây chính là cái cốp nó bị. Đấy, đây này, ngay ở bên trong này nó vẫn là cái tôn xịn của nó này. Đấy. À, xem phần xe này là một chủ từ mới đấy. Xem trong này làm lại cái gì đây. Cái này là sơn hông lái này, sơn cản sau này, xử lý lại khuôn cốp này, làm đẹp, sửa cái gì đây, sửa cửa sau lái, cửa sau lái làm sao đấy chị? À cốp à? Sơn à sơn cửa sau lái, em đọc thành sửa cửa sau lái. Còn bản lề này, sơn tỉa mép phụ này, đánh bóng cả xe này. Rồi ok, cái này không có gì lại, không có gì lại. Chạy keo chỉ cốp. Đây là phần xe ở trong xe này. Đấy, đây cái vô lăng của nó đây. Các bác nhìn trên video nó còn khá là đẹp. Nó là rất đẹp luôn. Đấy, nó chỉ bị duy nhất cái cốp thôi. Cần số này. Đấy, xe đã lên màn hình Android, cam hành trình, cam lùi. Đấy, có cam hành trình thậm chí có hai cái luôn. Đấy, hai cam hành trình luôn. Đấy. Đấy, phần này thì nó ok nhá. Phần cửa kính lái các thứ là đều ngon lành cành đào nhá. Ngay cả những cái phím bấm ở đây cũng thế. Nó còn chưa bạc màu đi cơ. Rồi bây giờ em mở cho các bác xem khoang này. Con Y10 này thì cái phần cốp ở sau thì gần như là xấu. Đấy, đang gò đấy các bác không? Thợ đang gò kìa. Rồi. Đây là khoang Y10, khoang của con Y10 này. Đấy, con Y10 này vẫn còn zin từ nắp dàn cò nhá. Đấy, chưa động chạm cái gì cả. Hôm qua là em mình soi khá là kỹ rồi, về cái vấn đề máy móc các thứ là mình cũng soi khá kỹ rồi. Đấy. Đây. Carbozin này. Phần đầu này thì không làm sao, lại bị hôn cái và đít thế mới đều nhỉ. 2017 đấy. Máy móc thì không có gì để bàn đâu, máy 1.2 nhá. Số tự động 1.2 4 máy này. Đấy, số tự động 1.2 4 máy. Toàn bộ những cái phần khác thì nó không vấn đề gì. Đấy, gương các thứ không gì. Kính lên vẫn zin và kính này vẫn zin. Đấy. Bây giờ là những cái xước xước kiểu như là hơi răm răm kiểu như thế này. Là đánh bóng là hết. Đánh bóng nó sẽ hết đi. Đấy. Đây là những cái đồ mà gara người ta mở ra, tháo ra xong rồi người ta để đây, bao gồm đèn này, gioăng này, các thứ này. Đấy. Vấn đề còn lại nó là cái đít xe. À đây, xem quả lốp này. Cái lốp này là đó, cái này không nhìn thấy đít lốp đâu ta. Chắc nó quay ở phía trong rồi à? Đây xem nào. Thay lốp thay cái gì chưa? Lốp này từ 2022, nó thay một đời lốp.
Em không nhớ là bao nhiêu vạn nữa. Hình như là em mình hôm qua bảo không có chìa khóa ở đây. Hôm qua là em mịch khách này là khách gọi cho em khi mà em đang trên đường đi từ Nam Định mua con Accent lỗi nhưng mà không mua được, đang trên đường về thì khách gọi. Mà khách gọi thì sau đó là em có bảo em mịch lên tiếp là em sẽ mua được con này. Đấy. Con này nhá, bây giờ em nói lại này. Thứ nhất là nó có chạm phần cốp này. Và cốp phần cốp này là phần cốp thay mới. Thì bây giờ khi mà chạm cái phần cốp này nó có vào sâu hay không ấy thì anh em nghe nhờ xem có ai cho em phân tích một chút nhá. Đấy, thì khi mà mua một cái xe sợ nó vào sâu quá thì nó sẽ vào sâu bên trong này. Đấy, vào sâu bên trong này nó vào phần khung ở đây. Nhưng mà cái này phần này, khoang này của nó vẫn nguyên này. Đấy, khoang này của nó vẫn nguyên này. Đấy. Đợt phần này của nó ok này. Con này là bị chạm ở phần trên và bác chủ bác có nói là do con dâu. Con dâu đi chạm ở phần trên. Đây. Đấy, phần này thì nó vẫn còn nhá. Tuy nhiên là người ta vẫn cứ phải bả lại một chút để cho nó phẳng các thứ ra. Đấy, nó vẫn còn. Đấy, ngay ở chỗ này cũng thế này, người ta cũng phải bả này. Đấy, mép này mép này. Đấy. Như cái mép này thì chỗ này thì vẫn còn, xuống dưới này thì lại bị một ít này. Đây nó vào chỗ này này. Đấy, anh em nhìn thấy nhá. Đây. Vào chỗ này này. Đấy, chỗ này thì không bị nữa. Đấy, sang bên này thì ít bị này, từ đây trở lên thì là không bị này. Đó. Còn cái cốp này trên này nó bị nó nhăn cong cong là người ta lắp cái này, người ta nắn cái này. Rồi, ok, phần trên này là vẫn còn nguyên mà. Đấy. Đấy, phẳng đét luôn này, anh em nhìn này. Đấy, đây là con i10. Thuộc đời 2017 bản 1.2. Xe mua chính chủ và một chủ từ mới. Thôi rồi, không cần để mà đây nữa. Sang đây là cái con Kia Carrera. Con này tháo hết nó ra, chân cửa cẳng tháo hết rồi. Đèn đấy các thứ có khóa cửa không đấy? Này làm sao mở được ra? À móc cái rồi, ok cứ mở ra anh một cái đấy là được. Đây là sơn quay rồi đúng không? Ừ. Rồi ok. Con này là phải sơn quay lại quanh xe các bác nhé. Các bác nhìn này, anh em nhìn này. Nhìn nó bẩn như này. Đây chính là cái xe mà tình trạng dọn tại xưởng nó sẽ như thế này. Nhưng mà tất cả những cái như này chỉ là cái bẩn thôi các bác nhé. Đây, chỉ là cái bẩn thôi nhé. Đấy, về chúng ta có thể lau đi được nhé. Đó, đó, đây. Về chúng ta có thể làm sạch được và đấy chính là cái công cuộc vệ sinh. Cái này thì khi mà làm mà sơn ấy, thì người ta sẽ phải ruộc bằng giấy ráp đi một lớp mỏng. Sau đó là chính vì vậy nó có những cái bụi nó sẽ bay vào đấy. Đấy, la răng của con này như này đây. Sơn lại con này là sơn quay gần toàn xe là trừ nóc lại thôi đúng không? Con này là trừ nóc đây, cản cái thứ là sơn mới hết đây. Tháo này ạ. Ui xa. Đây để em chống này lên đã nhá. Nhìn cái con xe như này thì khẳng định các bác luôn là nếu như mà các bác nào xem nó để mà mua thì chắc chắn là các bác sẽ không mua bởi vì là trông nó ghê quá. Các bác thấy không? Đèn đóm cái thứ thì không có, nó tháo bung tháo BAZ ra, nhìn cái máy móc nó bẩn thỉu như thế này. Máy móc thì bẩn thỉu như này mà hiện tại thì máy móc vẫn còn zin và con này hiện tại không có va chạm và đâm đụng gì quá nặng. Còn loẹt xoẹt các thứ thì em không nói làm gì cả. Cái điều đấy là cái điều là những cái xe đời 2010 thì chắc chắn nó sẽ có. Đấy. Còn con này là con 2.0 nhá. Đây. Đây khi mà tháo ra như này thì các bác sẽ nhìn rõ hơn này, từ những cái khung nhựa này. Đấy, từ những cái khung và những cái khung giằng đầu này. Các bác sẽ nhìn nó rõ hơn là nó có bị làm sao hay không. Đây, nhìn thẳng vào trong này như thế. Các bác sẽ nhìn thấy luôn. Đấy. Đi xem xe mà xem được ước gì mà đi xem xe mà có bác nào mà anh em nào mà tháo sẵn ra cho bọn em như thế này để mà xem thì nó có tuyệt vời không nè. Những cái phần này của nó vẫn còn nguyên zin đét này. Đây. Đấy. Thì nhìn một cái nó sẽ thấy luôn. Đấy, nhưng bây giờ nó che vào các bác không nhìn đấy, toàn phải nhìn từ trên này xuống, nhiều khi nó không được chuẩn. Đấy. Thế cho nên là xem cái xe mà tháo ra như này là thực sự là dễ xem nhất. Đấy. Con này thì cabo nó bị tháo rồi nhưng mà em không thấy có hiện tượng coi như là đâm đụng cái gì cả. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Các lỗ cái thứ của nó là vẫn còn nguyên nhưng mà em dự đoán là nó có thể là xước hay làm sao đó là chủ trước người ta tháo ra người ta sơn thôi. Đấy. Đấy. Cái ốc bên trong này là vẫn còn nguyên nhá. Bên trong vẫn còn nguyên, nó chỉ tháo mỗi cái này là nhấc cái tấm ra thôi. Đấy. Thì thường thường nếu mà làm trong hãng thì người ta làm, thì làm ngoài thì người ta sẽ không làm. Đấy. Tháo sơn rồi tháo hết cả những cái núm này ra. Núm này là cái núm mà dùng để phun để rửa nước rửa kính lên. Đấy. Đây. Xe 2010. 10 10 10 9. Đấy, đâu rồi? Đấy, mình không biết mở luôn. Đây phía đằng sau đèn này, đấy. Khi mà tháo đèn ra thì các bác thấy cái phần tôn này này. Đấy, phần tôn này là cái phần phải nói rằng vẫn còn nguyên bản này. Nhìn rõ thấy luôn này. Cái loại mà đâm tụp phát vào đây nhá mà bị làm lại nhá, đố các bác làm hay là anh ông thợ nào làm được nguyên bản nó như thế này.
Đấy, nó sẽ móp mép, nó sẽ nhăn nheo, nhìn phát thấy ngay. Kính này vẫn còn zin này. Đấy, bên này cũng thế. Nhìn phát thấy luôn đúng không? Đấy, thì cần gì phải xem kỹ nhiều. Ôi giời, đây phía trên đây. Úi trời ơi, nhìn cái con xe. Nhìn cái con xe nó như thế này, xấu như thế này, bẩn như thế này, thậm chí chỗ này lại còn có tí han han này. Đấy, đời 2010 mà. Đấy. Nhưng tất cả chỗ khác đều ngon này, nhưng chỗ này lại hơi han han này. Đấy, như không chơi cái này ra là sẽ bị là đánh hết đi. Đấy, đánh hết đi xong rồi là bả lại, xong rồi là sơn. Đấy, đây nhá, cái chỗ này, mấy cái chỗ này là sẽ phải làm như thế. Đấy, thì sau nó mới ngon được. Toàn bộ phần này của nó là vẫn còn zin đét này. Trên này cũng vậy. Đấy, quay cho bác xem luôn. Đấy. Đây là một con Kia Karen. Các bác nhìn em quay như này có lẽ là sẽ hơi ghê, nói thẳng thế. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay vào bên trong một chút để cho các bác xem qua cái con này. Con này đây, để mà xem làm nhiều làm ít thì các bác nhìn đây nhá. Bọn em vào luôn luôn xưởng luôn luôn có một cái như thế này. Đấy. Đây là thay dầu, thay lọc. Cái gì kia? Kiểm cái gì các loại, kiểm đèn này, kiểm đèn các loại, đánh lại keo đèn, xử lý đèn, đánh bóng xe, sơn quây, trừ nóc, còn cái gì cốp và hông lái, sơn quây, trừ mấy cái đấy ra, đúng không? À không phải, cốp vẫn sơn mà. Đấy, xử lý bên trong, cái gì đây? Sơn kém, cái gì em không đọc được các bạn. Cái gì cửa, chỉnh cửa lái sau, căn chỉnh tay phụ là cái phần ấy của bên phụ. Đây là phần ghế này, cái ghế này của nó còn khá là ok nhá. Đấy, và bây giờ em quay cho cái phần trên xe. Ui cái xe nó bụi, phải nói rằng là camera nó nét quá, nhiều khi là các bác nhìn thấy nó kinh kinh. Đấy, như đây là cái vô lăng này. Đấy, cái vô lăng, nếu như các bác nhìn cái vô lăng như này là chạy nhiều hay chạy ít là các bác là cũng có một phần là các bác cũng sẽ biết rồi. Đồng hồ thì hiện tại đang hiển thị là 14.8 vạn, nhưng con này thì chắc là chạy hơn rồi. Đấy, đây là phần nguyên bản của nó. Cái đầu này vẫn là đầu lắp từ ngày xưa, không phải là bây giờ nhé. Lắp từ ngày xưa, lắp từ lâu rồi. Còn bây giờ nó màn Android nó ra tận đây rồi, chờ đây rồi. Đấy, điều hòa tự động nhé. Đấy, đây, các bác nhìn chữ auto này. Đấy, điều hòa tự động nhé. Cần số thì được bọc ra. Cái lẫy số này còn chưa bị cậy ra này. Cái lẫy, các anh em lưu ý là một số những dòng xe mà cái lẫy này nó bị cậy ra, nhét ra ấy, là để cậy ra rồi. Cậy ra để ra số, để kéo, để đẩy, để làm gì đấy. Đấy, nó có nhiều lý do. Ví dụ như là nó bị hết bình ở trong sâu không câu được này, thì cũng phải là như này để đẩy nó ra ngoài đấy. Rất rất nhiều lý do. Hoặc là nó bị lỗi hay làm sao đấy là phải dùng cẩu đi này. Đấy, rất rất nhiều luôn nhé. Đấy. Đấy, cái phần bệ tì tay của con này phải nói là rất là cao, rất là to. Đây là những cái gì đây. Đấy, đây trong chìa khóa này vẫn còn. Đây là phần ghế này, chưa vệ sinh gì này. Nhìn nhỉ, các bác nhìn cái phần cửa nó cứ bẩn thỉu thỉu kìa. Đấy, đây mới là xe chưa dọn. Đấy, các bác thấy không? Phần cửa gió điều hòa của nó cũng còn rất đẹp nhá này. Đấy, các bác nhìn xem. Đó, đây là phần táp ly, cái này cái táp lô này, cái này bằng nhựa nó không có gì cả. Lên cam hành trình rồi, có cái gương này gương ố. Gương này chắc là sẽ làm thay gương mới đi các bạn. Đây, gương này lâu ngày mẹ cái rìa bên ngoài nó ố. Cái gương này thì mua rất rẻ, đâu đó khoảng trăm mấy đó. Trăm mấy chục nghìn nó cài vào đây phát là xong. Đấy. Đây phần trần, các bác nhìn qua cái phần trần của nó. Cái phần nhìn ở dưới này thì rất là bẩn thỉu, bụi bặm. Đây, ví dụ như các bác nhìn như này, đúng không? Bụi bặm này. Đó, thấy chưa? Đấy. Thế nhưng cái trần này nhá là cái mà để mà đánh giá cái xe nó có ngon lành hay không thì các bác nhìn cho em cái trần này là gần như là sẽ đánh giá ra. Đây. Đấy, cái phía trần này của nó này còn đẹp không ạ? Đây, còn đẹp không? Thấy chưa? Đấy. Trần còn rất là xịn luôn. Đấy, cửa sổ trời. Con này là bản 2.0 bản full mà, cửa sổ trời. Đấy. Rồi, ok. Thì có lẽ rằng là chỉ như thế thôi các bác nhỉ. Ủa, chìa khóa vẫn cắm đây à? Rồi. Úi dồi ôi, đi xuống là bẩn hết quần áo. Ngồi kiểu như là cái chỗ đánh bóng là nó bẩn hết quần áo. Đấy. Xe thì em lại để nguyên như thế này thôi. Tí nữa là các bạn ấy sẽ cho vào là tiếp tục làm để cho nó xong và ok. Đấy. Kia nhá. Kia là có cái xưởng các bác nhìn kìa. Sơn Gò Hàn. Đấy. Ở đây thì hiện tại em còn có hai xe thôi, không còn nhiều nữa. Đấy, hôm qua thì mang về con Focus rồi, Focus thì em đã bán rồi. Đấy, và mang cái gì nhỉ, con Morning này, mang hai ba con về rồi đấy. Và đa số những con đấy thì em đều bán hết rồi. Thế này thì cái xưởng này thì có công nhân chắc ở hết đây này. Bên kia là bên xưởng về căn chỉnh lốp láp kìa. Và đây là chuyên về kiểu như là sơn, nó có hai phòng sơn, một phòng sơn ở trong và một phòng sơn kia. Đấy, và sơn hết toàn bộ bên trong luôn. Rồi, ok.
Đấy, hôm nay thì ở nhà không có xe nào review cả. Em vào đây em quay chi tiết cho các bác hai con. Và hiện tại thì em đang, cái giá cả chắc là nhiều bác sẽ quan tâm về cái vấn đề giá cả đó. Đấy, thì tất cả chỉ là dự đoán, phỏng đoán thôi các bác ạ. Bởi vì là em còn chưa biết làm hết bao nhiêu. Đấy, ví dụ như con kia, con Kia Karen kia nhá, sơn quay hết 7 đến 8 triệu nhá. Bởi vì làm gần hết như trừ mỗi nóc thôi. Đấy, sau đó còn rất rất nhiều thứ liên quan nữa, còn gầm này, còn dầu này, còn nước này, còn căn chỉnh tất cả những cái mà có thể mà cần đến nữa cơ. Đấy, hay cả con i10. Con i10 như thế thôi, nhưng mà cô đấy, như vừa nãy em đọc cho các bác là thằng xe tàu nó chúc em ấy. Đấy, cái con i10 ấy, kìa, con i10 kìa. Đấy, trông như thế thôi nhưng mà làm vào nó cũng khá khá. Thì chính vì vậy mà em chưa thể xác định được cái giá cả nó cụ thể. Thế tuy nhiên con i10 em có thể nói được rằng là nó tầm khoảng trên dưới 260 triệu. Đã bao gồm làm đẹp hết, bao gồm rút hồ sơ, bao gồm được, ok, bao gồm rút hồ sơ. Đấy, còn xe thì nó chỉ bị va chạm ở phần cốp sau, phần trên. Các bác nhá, các bác thông cảm là bởi vì em vừa lái xe em không nhìn vào camera. Đấy, thì nó va chạm ở phần trên và phần dưới nó không bị, phần cốp bên dưới nó còn nguyên luôn. Đấy, thì em thấy được rằng là nó không ảnh hưởng gì đến quá đến chất lượng cũng như là độ an toàn khi mà mình vận hành nó, thì em mua bình thường không sao cả. Đấy, thì tuy nhiên thì cái giá trị của nó, ví dụ như con 2017 em bán được trên dưới 260, nhưng trên thị trường người ta, các bác cứ tham khảo, người ta vẫn bán tầm khoảng 28, 29, 30 là rẻ. Đấy, đấy, đấy là với một với con i10 màu đỏ, với con i10 bản đủ số tự động 1.2 2017. Đấy, thì bọn em sẽ bán rẻ hơn. Đấy, thì tuy nhiên thì đấy, như em vừa nói đấy, bán rẻ hơn nhưng mà không ảnh hưởng đến chất lượng, độ an toàn của cái xe khi mà các bác vận hành. Thế còn với các con Kia Karen thì giá dự đoán của nó tầm khoảng 230 triệu sau khi làm đẹp ngon lành hết, về các bác chỉ việc đi thay dầu, thay nước, làm mát, sơn lại, làm đẹp, dọn dẹp nội thất, chỗ nào xấu thì làm căn chỉnh lại hết. Nói chung là tất cả gầm bệ rồi thì mọi thứ là về các bác chỉ việc đi thôi. Còn nếu như mà nhiều khi mà nói thật sự với các bác là khi mà mua một cái xe về, bọn em dọn mất rất nhiều tiền. Có những con dọn hết 17, 18 triệu, đấy, xong giờ mới có thể bán được, và bán chỉ lãi được có đâu đó vài triệu thôi, bởi vì là mình không tính toán được cái dọn của nó. Em lấy ví dụ như con Cruy 2011. Em mua về thì em cứ dự kiến nó tầm khoảng 8-9 triệu thôi, hoặc 10 triệu thôi. Nhưng về đến bây giờ nó lên đến gần 16 triệu rồi. Đấy, thì chính vì vậy mà nó không gần như không có lãi nhiều. Bởi vì là khi mình mua ấy, mình không chắc chắn được, hay là những cái mà nó lỗi mình không kiểm được. Ví dụ như là gầm bệ các thứ thì đi nó vẫn được ấy, nhưng mà khi mà nhấc lên kiểm thì mới thấy nó rơi hồng sọc các thứ ra. Thay rô tuyên thước, thay rô tuyên đứng, rô tuyên nằm, rồi thì là cao su, cao xước gầm, rồi các thứ là loạn hết cả lên chân máy, chân máy các thứ. Đấy, để mà làm cho con máy nó ngon, nó ok. Đấy, còn đây mấy con xe này cũng thế. Bọn em về các bác bảo là nhiều ông về dọn chỉ đâu đó khoảng tầm là vài triệu chứ, 2-3 triệu tiền dọn ấy, các thứ đấy chứ. Hoặc là sơn cũng phải sơn ở cái chỗ nó chuẩn chỉ, sơn xịn, sơn ngon chứ. Bây giờ bảo là sơn, bây giờ gọi sơn qua qua chỉ phẩy vào che mắt thiên hạ một thời gian là nó sẽ bị kiểu như là nó bị phẩy ra. Đấy, nó bị kiểu như là bong ra. Đấy, thì gần như là đấy chỉ là bán tạm thời che mắt thôi, còn bọn em bán vì thương hiệu, thế cho nên là không thể làm những cái việc như thế được. Thế tuy nhiên nói thẳng với các bác là nó là sơn thêm mà, cũng không tránh khỏi những cái xe, ví dụ như những con xe dịch vụ. Đấy, có sơn xịn đi chăng nữa thì nói thật với các bác là nó đè lên một cái lớp sơn cũ, là lớp sơn đẻo. Thì nhiều khi là cũng một thời gian là nó cũng sẽ bị bong ra thôi, cũng không tránh được. Đấy là những xe dịch vụ. Đấy, nhiều bác bảo em bán một số xe cho bác đi một thời gian, ví dụ như nửa năm, một năm nó bắt đầu có hiện tượng rộp, nổ, phồng phồng. Thì đấy là do cái lớp cốt, lớp nền, rồi tất cả cái lớp cũ ngày xưa ấy, nó không được ngon nữa thôi. Còn nếu như nó là mới chẳng hạn thì gần như là chất lượng sơn các thứ là mọi thứ nó đều ok. Đấy. Rồi ok, em nói phép tí mà cũng 20 phút rồi. Hôm nay em lại di chuyển bằng cái đường này về. Đây chính là cổng Tam Quan để vào Hồ Núi Cốc các bạn. Thế nhưng mà đây em đang đi đường ra nhé. Đây toàn bộ gây xây bằng gạch, và bên trên kia ba cái tháp kia là ba cái bằng gỗ các bác nhé. Được xây dựng bằng gỗ, đấy, rất là to. Thế nhưng mà cái dự án này đang bị dừng lại rồi, hơi buồn. Thái Nguyên có dự án to nhất thì đang bị dừng lại rồi. Rồi ok, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhé.